cung trường lang là nơi các thái tử học và vui chơi. Đổ dựng đổ hết rồi chưa phục dựng này. Những kẻ xấu thì Tom, cái này là cậu giới thiệu cho, cái này con thấy là cái này là hoạt động để ta nấu dầu á. Anh Bơ, ai mà làm tội ác á, ghê tự tử là phải bỏ vô trong đó. Anh Bơ để trong cái nước được không? Cái đoạn clip vừa rồi là đi ngang qua một ông bố đang hướng dẫn cho cậu con trai về cái khu này, thì anh ta nói là những cái vạch dầu này để xử tử những cái người phạm tội, nhưng mà mình đính chính một chút nha. Mình thì cũng chưa đọc về cái tài liệu, nhưng mà theo mình hiểu, theo mình cảm nhận thì những cái vạc dầu này là những cái vạc để chứa dầu để đốt lửa. Tại vì là đây là phía sau cung thì không phải là nơi để xử tử được. Nơi này là nơi đốt lửa. Tức là ngày xưa là quan niệm ngày xưa là nước và lửa. Không, nước và lửa nên là cái chuyện dùng lửa ở phía sau này là vấn đề về phong thủy, và đây là cái khu vực gần cái khu vực trường học nên là lửa nó cũng tượng trưng cho trí tuệ, ánh sáng trí tuệ nha. Đây là những cái bảng dầu này là đốt lửa quanh năm ngày tháng, cháy quanh năm ngày tháng, nên là phải dùng những bảng to như này chứ không phải là dùng để xử tử người nha các bạn. Nhìn ở đây có bốn cây vạc dầu, và phía trên kia là rồng, tức là ý nói là rồng là rồng phun lửa ra. Đây bốn vạc dầu này đại diện cho là lửa của rồng phun ra, thì nó đại diện cho trí tuệ, nên là nó sẽ cháy quanh năm ngày tháng, nó sưởi ấm cho cung điện, liên quan đến phong thủy chứ không phải là dùng để tự hình người nha các bạn.